phiên bản Blackwood thời kỳ đầu của game. Cậu này nhìn trông nó đẹp hơn, nó trông nó bắt mắt hơn so với Blackwood hiện của hiện tại. Hiện tại chỉ có thì cái skin nó chỉ có mỗi cái biểu tượng Blackwood trên nền đen với loa thoáng ít chấm đỏ, nhìn nhìn nó khá đơn điệu, không được bắt mắt như cái này. Còn về AK-12 thì mình nghĩ khỏi nói, súng là Free for all. một cái súng này nó toàn diện, sát thương nó cao, xéo cao nó đút vừa phải, anh em thông minh hoàn toàn tiếp cận được cái nào đây. Đi ăn hàng xong thế. Với sát thương nó lên đến 86, để nó là cao thì hiện tại thì nó lại không cao, mình khẳng định không cao vì những cây sát thương 90, trên 90. Đâu rồi? Sát thương lên đến trên 90, thậm chí có cây béo như lấy ra sát thương tận 145. Mình sẽ nhắc lại sát thương 145 nhé. Súng của Class Rayman chứ không phải súng của ấy đâu, chứ không phải súng của Cyber đâu. Sự kinh khủng. Nhưng mà cây súng này mình thấy nó vẫn bắn nó vẫn gọi là bị căng thế. Tức là bắn nó không bị thọt quá so với các cây súng khác. Tức là anh em 1-1 vẫn thể đối mặt, vẫn thể ăn được. Thêm đồng chí nào đây không? Có này. Đâu nhỉ? Em vừa đến trượt á. Xa thế. Ôi dồi, vâng. Mày quá, giết được ông lại anh em. Mình sẽ đúng tố hài thật. Cái AS van mới để bắn nó là trẻ ảo. Thấy có lần nhặt là thử bắn em ơi đấy. Được bắn cây ui vào đầu nhưng mà chưa đi. Ui mạng quá đấy. Ủa kìa, ăn hàng nhỉ. Ôi Max Command. Thôi bạn ơi, hiệp ái bạn súng nó êm bạn. Tìm thế. Và tấu hài nghe khổ thế, chưa định ra đi bắt bắt mình bị nào bắt bắt. Rồi ui hồi sinh đúng lúc vậy. Chờ tí cho mình chỉnh con chuột đấy. Đâu rồi? Cẩn thận, thanh niên cầm ái van mặt cháy phết nhé. Sợ tôi mà đi vào lắm.
ông là hồ sinh ở đây. Vãi cả hàng. Sẽ có hai thanh niên đứng cùng một chỗ. Sao sao anh này rút xuống được không? Cùng lên cùng lên đây đã đứng cùng một chỗ rồi, coi như không biết biết nhau luôn. Này. Đứng cùng một chỗ sợ thấy nghi. Đấy. Đi giật mình. Thế nên bắn bắn cũng nhanh quá. Chuyện này giáp thì trốn, bắn một viên vào đầu cũng chết. Ôi bạn ơi, chết thật. Tiếp thì nhận cầm thì ai van nó cháy quá. Ăn hàng hơi chậm chứ là ăn kia rồi. Mày ăn mất. Ít thì vào đầu được. Ôi. Giáp trâu thế, ăn 3 viên DL chết. Thế này kia bí quá, bây giờ bắn ra thì bắn ra AK, nhân AK bắn. Mát cả hàng, xử lý mượt đấy, nhiên lại xử lý mượt đấy. Cái này hơi cuống. Ông kia bắn trượt kìa. Thì đúng lúc ông kia ông nhảy lên. Ông trượt đâu. Đang trông thế. Ôi ông khác à. Chứ không lấy đâu. Có hai ông đấy, skin Hest. Cái lúc kia phải ngon phết. AK 12, 13, các bạn xuống được đâu bạn. Thực ra để mà nói là còn gọi là
súng như thế mà bắn vẫn ổn định. Không không đi vào được nhà vậy. Lát delay mấy giây mới rút được súng ra. Đấy ông kia bị thế kìa. Delay mất một lúc mình mới rút được súng ra. Ok, xin cảm ơn các bạn đã quay theo dõi hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để luôn đón nhận video những video mới nhất. Mình xin được cảm ơn các bạn.